Bây giờ cô phải đến gặp tôi ngay. Được. Rakati, nghe tôi nói đã. Tôi biết ngay mà. Tôi đã biết hai người thông đồng với nhau. Vậy cho nên ông mới có thể nhớ luôn những đoạn video của Sukanya. Không, nghe tôi giải thích. Không, tôi đã sai lầm khi tin tưởng ông. Ông là kẻ dối trá. Cả hai người đều là những kẻ nói dối. Đừng gọi cho tôi nữa. Thậm chí là đừng nhắn tin cho tôi. Sukanya là bạn của Bani. Phải. Tôi muốn kết hôn với Ravi để tôi có thể vào nhà anh ấy. Từ đó có thể tìm hiểu về cái chết của người bạn thân nhất của tôi, Bani. Việc mà bây giờ cô đang làm. Bani và tôi rất thân nhau. Cô ấy là bạn của tôi từ khi còn nhỏ. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Anh ấy là thư ký của tôi. Anh ấy biết tất cả. Anh ấy đã đồng hành cùng tôi trong toàn bộ kế hoạch kết hôn với Ravi. Tôi không hề có ý định xấu. Tôi chỉ muốn vào ngôi nhà đó để tìm ra sự thật về cái chết của Bani. Và sau khi cô vạch trần kế hoạch của tôi đã rất tức giận. Sau đó ông Rasan có gặp tôi. Ông ấy nói cô có thể làm những việc tôi muốn làm. Đó là lý do tôi muốn gặp cô. Sau cái chết của Bani, tôi đã rất đau lòng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến Bani. Và chỉ có một thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn trong ngôi nhà đó. Cái chết của Bani không thể là một vụ tai nạn. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác đó? Bởi vì Bani là một vận động viên leo núi được đào tạo. Cô ấy rất thích leo núi. Thực tế là cô ấy đã được đào tạo trong lĩnh vực đó. Cô ấy là một nhà vô địch. Làm sao mà Bani có thể chết sau khi rơi xuống từ một ngọn núi chứ? Tôi không tin chuyện đó. Hơn nữa tôi cũng biết những con người trong gia đình đó. Nhìn bên ngoài là vậy nhưng không phải như vậy. Tôi có thể cảm nhận được một âm mưu gì đó. Và sau khi ông Rasa nói với tôi là cô cũng cảm giác giống như tôi về căn nhà đó, tôi nghĩ là mình nên gặp cô. Thứ mà nhờ đó chúng ta tìm được chân tướng sự việc sao? Chắc chắn trong căn nhà đó cô sẽ tìm được thứ chứng minh được việc này. Và tôi sẽ giúp cô tìm ra thứ đó. Cô có đặc biệt nghi ngờ người nào không? Cô lạnh hả? Định mang găng tay hả? Của tôi đó. Ý tôi là đồ đó vừa tay tôi. Cô sẽ không mang vừa đâu. Có. Nhưng tôi không chắc. Tôi sẽ chắc chắn khi tôi tìm được cái chìa khóa. Chìa khóa? Chìa khóa nào? Tôi tìm thấy một cái chìa khóa trong tầng hầm. Tôi linh cảm nhờ nó chúng ta có thể tìm ra một manh mối lớn. Nhưng mà có ai đó đã lấy mất chìa khóa đó rồi. Ai lấy chứ? Tôi không biết. Tôi không nhìn được mặt của người đó. Nhưng tôi biết chắc chắn người đó là một thành viên trong gia đình. Kẻ đó đã tấn công tôi 2 lần. Đầu tiên kẻ đó yêu cầu tôi tránh xa những chuyện này. Còn bây giờ kẻ đó đã lấy chìa khóa từ tay tôi. Như vậy thì cái chìa khóa này chắc chắn rất quan trọng. Điểm này tôi có thể giúp cô. Bà đi thường kể cho tôi nghe những chuyện thú vị về ngôi nhà đó. Về các thành viên trong gia đình. Những cuộc trò chuyện, tính tình, hành vi, lối sống và cả thói quen sinh hoạt của họ. Theo như tôi biết thì bà Aditi, bà ấy thường cất chìa khóa trong dĩa trái cây. Còn bà Salu thì cất chìa khóa trong bình hoa. Còn sếp Ravi? Ravi? Cô nghĩ người lấy chìa khóa là Ravi? Không không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Phòng của anh ấy có bí mật gì không? Ravi có thật hay quên chìa khóa? Ngoại trừ chìa khóa ô tô, anh ấy có thói quen giữ những chìa khóa quan trọng ở trong giày của mình. Biến đi. Biến. Biến đi. Vẫn không đi. Lâu rồi mình không uống say. Nhưng khi mình say, khi say rồi thì mọi thứ trống rỗng. Vậy sao lần này là không được chứ? Chẳng có tác dụng gì. Ơ kìa, cô cứ lẩn vẩn ở trong đầu nãy giờ. Cô đây rồi. Mẹ lớn nói anh không được uống nữa mà phải không? Là cô ấy thật. Cô ấy đang ở ngay trước mặt mình. Mẹ lớn nói với tôi không được uống hay là cô nói?
Tôi đã nói với cô là nếu tôi không uống thì tôi sẽ không ngủ được. Nhưng tối đó đã ngủ còn gì, là do có cô bên cạnh. Này, xin chào. Lúc đó cô đang thấy chán. Bây giờ tôi cũng đang chán đây. Bây giờ xin cô đừng có lại bắt chuyện nữa. Anh thậm chí còn không có khả năng nói chuyện. Ý tôi là anh cũng uống nhiều rồi, anh đừng uống nữa, đi ngủ đi. Đây đây, tôi không say, tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Máu của tôi tốt vậy sao? Không, sao vậy? Vậy sao cô cứ hút máu tôi rồi làm phiền tôi hoài vậy? Đi đi, bởi vì tôi làm ma cà rồng. Giờ thì anh vui chưa? Còn bây giờ thì anh đi ngủ đi, đưa cái chai đó cho tôi. Tôi biết rồi, cô muốn uống có đúng không? Vậy thì cứ nói ra thôi, tôi đây rất rộng lượng, cô cứ nói thẳng ra tôi sẽ đưa cho cô. Cô cứ nói thẳng đi. Không, tôi không cần rượu của anh, chỉ cần anh đi ngủ thôi. Đưa tôi nào. Nhớ để cái chai này đây cho tôi đó. Được, anh đi ngủ đi. Đi nào. Cứ lúc nào Rabi uống say là anh ấy sẽ quên đi hết mọi chuyện. Anh ấy thường giữ những chiếc chìa khóa quan trọng ở trong giày. Cô nói xem, trên đời cái gì là có thể xua đuổi ma quỷ được hả? Cái gì? Không, cô vừa nói ma cà rồng đó. Ý cô là gì hả? Anh nói xong chưa? Vẫn chưa xong. Nhưng mà... Này, chờ đã. Ngậm cuối thôi. Ngủ ngon người yêu. Bảo trọng nhé. Nhớ coi chừng cô ấy. Ngủ ngon nhé. Ở đây không có cái chìa khóa nào. Không, sếp. Không, là một đôi giày khác. Cô đang làm gì vậy? Rabi với Prakati đã đi làm về chưa? Dạ rồi mẹ lớn, nhưng hình như là không về chung. Rabi đâu rồi con? Anh ấy lại uống rượu rồi. Con không cản anh con sao? Mẹ, khi anh con uống rượu, anh con sẽ trở thành một người khác. Anh ấy không nghe ai nói hết. Mấy năm qua, anh ấy chẳng nghe lời ai hết mẹ à. Vậy nên mẹ khuyên anh ấy đi. Mẹ ơi, mình làm chuyện gì đó để anh con quên đi chuyện quá khứ đi. Cứ mỗi lần anh ấy nhớ chuyện quá khứ là anh ấy uống lại càng nhiều hơn nữa. Không có ai thích anh con như vậy cả. Con đừng lo. Ngồi đây nào.
anh của con sẽ trở lại như trước đây. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Nào bây giờ, con đi ngủ sớm đi. Ngay cả mẹ cũng muốn anh con quên đi chuyện quá khứ. Đó là lý do tại sao mẹ quay về đây. Dừng lại. Cô đang làm gì cạnh tủ quần áo của tôi? Tôi đang dọn tủ quần áo. Giày của anh nằm lung tung hết. Nếu vậy thì nhớ đánh xi lại luôn. Dạ được, tôi sẽ làm. Anh đi ngủ tiếp đi. Nếu mà tôi ngủ thì làm sao có thể nhìn thấy cô đang làm gì? Cô đến đây làm gì? Sếp, tôi không... Mẹ không nên đến đây. Không, mẹ lớn, mẹ đừng đi. Không, mẹ sẽ đi. Mẹ lớn, chờ một chút. Mẹ lại đây. Những gì mẹ đang nghĩ không phải như vậy đâu. Nhưng mẹ đang nghĩ là hai con đang làm một việc khác cơ. Ý mẹ là khi mẹ đến đây và nhìn thấy hai con như vậy, mẹ thấy vui vì hai con không có đang cãi nhau. Còn Rabi, mẹ rất giận con đó. Sao con lại uống rượu nữa rồi? Dạ con. Sao con lại uống rượu? Mẹ ơi, tay của con sắp dài ra rồi. Đó là lý do tại sao mẹ đang kéo ra đây, để cho nó dài ra thêm nữa. Con dâu, con đi lấy ít nước chanh cho chồng con đi. Không, đừng đi. Con không uống nước chanh đâu. Nói lại xem. Em đi đi. Anh muốn uống nước chanh. Đi đi con dâu. Sao vậy mẹ lớn? Sao con lại uống rượu nữa rồi? Con uống có một chút à. Mình cứ ngỡ nấy sẽ phát hiện ra phụ chìa khóa. Nhưng mình đã được cứu. Sao cô lại làm điều này với tôi? Sao cô lại làm điều này với tôi? Nhìn anh lúc đó tôi có cảm giác anh không biết gì khác ngoài tình yêu. Vậy thì làm sao? Anh có thể giết ai được chứ? Rakat, anh khỏe không? Dạ khỏe sếp. Việc học của con gái anh thế nào rồi? Tốt. Nhờ cậu mà mọi chuyện đều ổn. Con bé đạt thứ hạng cao nhất ở trường đại học của nó đều là nhờ sếp giúp cả. Có lúc tôi thấy trong trái tim anh chỉ có sự tôn trọng của người khác dành cho anh. Nhưng có lúc tôi cảm thấy
trong trái tim đó của anh chỉ có sự thù hận. Hận thù nhiều đến mức có thể giết chết một ai đó. Có lúc cảm nhận về anh như thế này, nhưng lúc khác thì sẽ lại cảm nhận khác. Tôi không biết là tôi nên nói gì với anh. Tôi nên ghét anh hay là tôi nên yêu anh đây? Cả hai cảm giác đó không thể cùng tồn tại. Chỉ có một sự thật duy nhất, và tôi phải tìm cho ra. Ai đó? Mẹ, là mẹ sao? Đúng vậy. Mẹ đã nghe nói đây là nơi cô ấy thích. Cô ấy rất thích vẽ tranh. Cứ khi nào Rabi đi làm, cô ấy lại dành thời gian xuống căn phòng này để vẽ tranh. Cô ấy đã dành nhiều thời gian trong căn phòng này, đến nỗi căn phòng bây giờ không còn là phòng riêng của ấy nữa. Mà nó đã trở thành nghĩa địa của cô ấy. Tất cả mọi thứ ở đây là của riêng cô ấy. Mọi thứ đều gợi nhớ về cô ấy. Phải, cô ấy không còn nữa. Cô ấy đã đi. Ở đây chỉ còn lại ký ức của cô ấy. Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian trong căn phòng này. Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy chỉ ở đâu đó thôi. Prakati, con có cảm thấy thế không? Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy chỉ đâu đó ở đây thôi. Prakati, con có cảm thấy thế không? Con có thấy thế không? Cô ấy chỉ đang ở đâu đây? Có phải vậy không không? Bani, cậu có nghĩa là Bani vẫn đang ở đâu đó quanh đây không? Dạ, thỉnh thoảng. Prakati, tốt rồi, thật may là con đã đến đây. Điều mà mẹ muốn biết bây giờ có thể được thực hiện dễ dàng rồi. Phải, mẹ lớn. Phải, nó sẽ được thực hiện. Mẹ đến đây để làm việc gì? Mẹ đến để xin phép cô ấy được nhìn thấy tương lai của chúng ta. Đôi khi chúng ta sẽ phải xin phép quá khứ của mình
mẹ đến để nói với Bunny là Rabi của mẹ đã sẵn sàng để nhìn thấy tương lai của nó. Nó đã sẵn sàng để mà quên đi quá khứ của mình, để mà nó bước tiếp đến tương lai. Bunny, mẹ biết con đang ở đâu đó quanh đây. Mẹ cảm nhận được điều đó. Mẹ biết con yêu Rabi rất nhiều, và Rabi cũng rất yêu con nữa. Những con trai mẹ đã sẽ không bao giờ rời bỏ được con. Vậy cho nên mẹ xin con, con hãy rời xa con trai của mẹ. Con phải để Rabi đi. Con hãy để cho nó đến bên cô gái này là Prakati. Cô gái này, nó sẽ không thể thay thế con, nhưng cô ấy sẽ thay con chăm sóc cho Rabi. Hạnh phúc mà con đã muốn mang lại cho Rabi, tình yêu thương của con, cô gái này sẽ mang đến cho con trai mẹ. Con đâu còn ở trên cõi đời này nữa, đúng chưa? Vậy thì hãy để Rabi ở bên cô gái này. Cô ấy rất tốt, tình yêu của cô ấy chân thành thuần khiết. Rabi sẽ hạnh phúc với cô ấy, và khi nhìn thấy Rabi hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc. Như con trai của mẹ, nó chỉ có thể đi tiếp nếu như con cho phép. Xin con hãy cho phép điều đó. Hãy cho phép con trai của mẹ ở bên cô gái này. Từ giờ mẹ sẽ xin phép con để đưa Rabi ra khỏi quá khứ của nó, và ra khỏi những kỷ niệm cũ của nó. Trong đó có con. Con ơi, con hãy cho nó ra đi. Hãy để nó thoát khỏi đi. Con đi ra với mẹ. Đi ra với mẹ. Đi. Đi nào, đi nhanh lên. Cái này, mẹ lớn, họ đang làm gì vậy? Bây giờ sao không còn ai bước vào nghĩa trang của Bunny nữa? Chúng ta hãy để cô ấy được yên nghỉ. Chúng ta hãy để cô ấy một mình. Con dâu, không có chuyện gì là kết thúc. Mọi thứ chỉ là đang tiếp tục thay đổi cùng với thời gian mà thôi. Một giai đoạn của cuộc đời đã đi qua để bắt đầu cho một giai đoạn khác của cuộc đời rồi. Chúng ta phải rũ bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Mẹ lớn đã làm gì thế này? Bà ấy đã niêm phong căn phòng đó lại. Đó là manh mối duy nhất để tìm ra sự thật. Có lẽ ông Trashan đã tìm được thứ gì đó. Gửi. Cô gửi cái gì? Con đang gửi tin nhắn chào buổi sáng cho ba con. Sáng nay có gì hay không? Có. Sáng nào ở đây cũng tệ. Có lúc thì chúng tôi nhìn thấy mặt của cô, lúc thì nhìn thấy mặt của Kunti. Mẹ lớn không xuống ăn sáng sao ạ? Chị ta không được khỏe. Nhưng mẹ lớn bị làm sao ạ? Chắc tại con không chúc buổi sáng đến chị ấy nên mới vậy. Con đi xem mẹ lớn thế nào. Con gà cưng của mẹ lớn. Cô ta đang nghĩ nếu mà thành đứa con cưng của mẹ lớn thì cô ta sẽ có cơ hội ở lại ngôi nhà này. Chắc thế. Đúng rồi, cô ta đâu có được ở đây. Là cô ta mong muốn thế. Vậy nên ba của cô ta mới gửi cô ta đến đây. Đúng vậy. Sao vậy? Không có gì. Cô đang nói dối.
anh không thế sao? Có, tôi có. Nhưng mọi người đều có lý do để nói dối. Nhưng lời nói dối của cô lại đang dành cho mấy người kia. Chúng ta đừng bao giờ vì họ mà nói dối. Cô càng nói dối vì họ, họ càng lớn tới. Kể tôi nghe chuyện gì đi. Không có gì đâu. Tôi đến gặp mẹ lớn. Bà ấy không được khỏe. Giờ ổn rồi, tôi đã cho bà ấy uống thuốc. Nếu vậy thì tôi cũng nên đến gặp bà ấy một lần. Có khi bà ấy cần gì đó. Mẹ tôi đang ngủ. Sao vậy? Anh không tin tôi sao? Bà ấy kêu chúng ta nên đi đâu đó chơi. Chúng ta nên đi thôi, đi nào. Ngoài hả? Chúng ta phải đi đâu? Sao chúng ta lại phải đi ngay bây giờ? Rồi sao lại đồng ý? Anh thậm chí còn chưa hỏi ý tôi mà. Đợi đã. Đúng là chúng ta sẽ ra ngoài. Còn về việc đi đâu tôi sẽ nói với cô. Tại sao chúng ta phải đi? Vì mẹ lớn tôi nói như vậy. Sao phải đi ngay bây giờ? Bởi vì mẹ tôi nghĩ nếu tôi ra ngoài một lúc thì tâm trạng của tôi sẽ tốt lên. Và tại sao chúng ta lại đi ra ngoài? Bởi vì tôi nghe theo lời mẹ tôi. Và tôi không hỏi ý cô vì chuyện này không quan trọng. Còn gì nữa không? Được rồi. Ít nhất thì hãy nói cho tôi biết là chúng ta sẽ đi đâu đi. Tại sao? Cô không tin tôi sao? Nếu cô tin tôi thì cô đã nói với tôi lý do đằng sau những giọt nước mắt này rồi. 10 phút. Cô có 10 phút. 10 phút để chuẩn bị xong và đi xuống. Hoặc là tôi sẽ để cô như này mà đưa cô đi luôn. Giờ cô sẽ nhìn tôi chằm chằm tiếp hay là đi thay đồ đi? Được, nhanh lên. Tốt lắm. Sao mình lại cười? Em không đùa đấy chứ. Em đang nói gì? Đi với Rabi. Người làm ở dưới bếp đang hỏi là Rabi và Prakati đi ra ngoài. Vậy có phải chuẩn bị đồ ăn không? Chị à, con nhỏ đó đang từ từ trở thành người Rabi thích với chị Kunti rồi đó. Hai đứa nó đã bắt đầu hẹn hò. Em sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai hai đứa đi tuần trăng mật đâu. Nếu lỡ con nhỏ đó có tin vui thì sao? Ôi thần linh ơi, Kunti, Prakati và cái tin vui đó nữa. Chị à, con nhỏ này sẽ không ra khỏi nhà này đâu. Em chắc đó. Nhưng ai là người đưa ra ý tưởng hẹn hò này? Còn Prakati hay là Rabi? Cậu? Hả? Cậu đang nói chuyện gì mà không đi ra khỏi nhà vậy? Ở trong nhà hoài, cậu bắt đầu nói chuyện với phụ nữ rồi đó. Rabi, hay là cậu cũng làm việc này đi, đưa mợ đi hẹn hò. Nếu cậu tập trung vào vợ của cậu thì cậu sẽ không còn thời gian bận tâm vợ người khác đang làm gì nữa. Con đang nói hơi quá rồi đó. Con vô ý nói hơi quá lời rồi sao? Nhưng mà con với Prakati không có đang hẹn hò. Cả hai tụi con chỉ đến nơi mà mẹ lớn bảo tụi con đi. Mẹ lớn dặn con đi đâu thì con cứ đi. Nhưng tại sao? Con đưa theo cô ta đi làm gì? Đi một mình con đi. Con không hiểu việc này. Sao mọi người lại bận tâm việc Prakati có đi ra ngoài với con hay là không? Cô ấy đâu phải là nhân viên của con. Người con đang hẹn hò thôi. Cô ấy là vợ của con. Và nếu con có đi đâu mà đi với vợ con thì con cũng nghĩ là không ai được thắc mắc hết. Thêm nữa, con còn nghĩ là chồng đi đâu thì vợ cũng nên đi đến đó chứ hả? Đúng không mợ? Và nếu mọi người đã quên thì con muốn nhấn mạnh một lần nữa để mọi người nhớ, tụi con đã kết hôn rồi. Vậy chúng ta đi chứ? Vợ.
Sếp, chạy chậm thôi. Chú ý nhìn đường kìa, tôi vẫn đang nhìn đường đây. Nhưng hình như cô đang nhìn đi nơi khác. Và cú bẻ lái gấp lúc nãy là để cô không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Sếp, anh hạ phía cửa sổ ở bên phía tôi được không? Tại sao? Cô bị đói à? Cô mới ăn khói bụi à? Nhìn đi, carbon và lưu huỳnh không tốt cho sức khỏe. Ăn cái khác đi. Dù sao thì trong không khí vẫn có oxy. Tốt hay xấu phụ thuộc vào việc anh thu nhận gì từ không khí. Cô đang tìm cái tốt ở trong cái xấu. Tôi đang tìm thứ khác. Nhưng tôi đã thấy cái tốt rồi. Chuyện gì vậy? Đến nơi rồi thưa cô. Cô muốn thanh toán bằng tiền mặt hay cà thẻ? Gì? Không, cô ngủ suốt cả đoạn đường đi. Vậy nên tôi có cảm giác như mình làm tài xế thôi. Nhưng anh nói là anh không thích nói chuyện mà. Tôi không thích nói chuyện lúc ở nhà. Nhưng đi đường dài thì tôi thích nói chuyện được chứ. Dù sao thì tôi cũng thích lái xe đường dài. Tôi nói với cô rồi. Có, anh có nói rồi. Nhưng cô có nói với tôi là anh thích nói chuyện khi chạy xe. Cô phải nói sao? Nếu đi đường dài mà cô không nói chuyện với người lái xe thì người đó có thể sẽ ngủ cục đấy chứ. Nhưng anh đâu có ngủ cục. Bởi vì tôi nhìn cô. Đền thờ. Đây là đền thờ nữ thần. Anh đến đây rồi à? Mẹ lớn từng đưa tôi đến đây. Bà ấy nói chúng ta đến đây. Được rồi, chúng ta đến đây làm gì? Mẹ tôi tin cặp vợ chồng nào mà đến viếng đền thì mối quan hệ sẽ được lâu dài, vợ chồng yêu thương tình cảm mặn nồng. Tôi đã từ chối. Nhưng cô biết rồi đó, tôi không cãi lời bà ấy. Anh không cãi lời mẹ anh. Anh đang làm đúng lắm. Tôi thích đi viếng đền thờ lắm. Tôi hiểu rồi. Đi nào. Niềm vui của cô, cực hình của tôi. Sao lại là cực hình? Anh không thích đi đền chùa sao? Tôi không hợp với thần này. Tại sao? Bởi vì thần này tự xem mình là Hitler. Bất cứ khi nào bà ấy sinh ra được một sinh linh, bà ấy sẽ lấy đi mạng sống của ai đó. Bà ấy được mệnh danh là đấng sáng tạo, nhưng cùng với đó người ta cũng gọi bà ấy là kẻ hủy diệt. Thậm chí bà ấy không nghĩ là mình đang tước đoạt đi mạng sống của ai, có khi là cuộc sống của một người khác. Vậy đó, tôi không thích sự độc tài của bà ấy. Vậy nên tôi mới nói tôi không hợp với vị thần này. Chờ một chút, sếp. Đĩa dâng lễ. Chào anh cần gì? Một bánh pizza phô mai không bỏ hành tây, cà chua và ớt xanh. Thưa anh, ở đây không có pizza, ở đây chỉ có đồ lễ. Vậy tại sao ông lại còn hỏi? Đưa tôi cái ông có đi, cho tôi một đĩa đồ lễ. Và một vòng hoa dân thần nữa. Cô lấy cái này đi. Ai cũng lấy cái này cả.
gì vậy? Anh không lên à? Mẹ lớn dặn rồi mà. Phải, tôi không đi đâu. Mẹ lớn đâu có ở đây để xem, cô đi đi. Mẹ lớn không nhìn thấy chúng ta, nhưng nữ thần đang nhìn thấy, đúng chưa? Tôi nói với cô là tôi sẽ chờ ở đây. Một xíu thôi đấy. Cô tranh thủ nhanh nhé, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Anh sẽ đi cùng hả? Cô không muốn tôi đi cùng hả? Hay tôi quay lại? Không, đi với tôi đi. Sao mình lại thấy vui như vậy? Anh ấy không đi cùng cũng có sao đâu. Sao mình lại đi với cô ấy chứ? Mình không đi thì cũng có sao đâu. Cô không cẩn thận được hả? Cô bị ngã thì sao? Tôi đang đi cẩn thận mà. Đây mà là cẩn thận gì, cô sắp ngã tới nơi rồi. Anh ấy nói đúng đó. Đúng gì chứ? Một tay tôi đang cầm đĩa đồ lễ, còn một tay thì giữ sa đê. Vậy sao tôi không chập choạng được chứ hả? Vậy thì đừng mặc sa đê nữa. Sao mấy người phụ nữ cũng mặc đồ này không sao, mà cô thì có sao chứ? Đúng rồi. Đúng rồi gì? Tôi không hiểu tại sao đàn ông lại không làm gì chứ. Nếu như mà anh cầm cái đĩa này cho tôi thì tôi đâu có bị ngã. Đúng rồi chứ. Đúng rồi đó. Ai đã lấy cái đĩa? Cô. Không phải tôi. Cô đã lấy cái đĩa này nên cô là người phải mang nó. Vậy thì tôi có nên đi người không lên đó không? Thần thánh không quan tâm đến hoa hòe, ngài chỉ quan tâm lòng thành. Cô ấy nói đúng. Sao lại đúng ạ? Những bông hoa, tinh dầu đều là những thứ thể hiện lòng tôn kính. Anh ấy sẽ không hiểu điều đó. Nhưng mà chúng tôi thì hiểu. Ông bà hiểu chuyện gì? Chúng tôi hiểu hai người chỉ mới kết hôn gần đây thôi. Hai con à, vì hai người mới kết hôn gần đây nên nói chuyện rất thú vị. Cậu đã đưa cô ấy đến đền thờ, vậy thì hãy cư xử cho đúng mực. Phải, phải vậy đó. Người ta nói là nếu như người chồng bế vợ mình ở ngôi đền này thì mối quan hệ của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Người khác có thể tin, nhưng tôi thì không tin đâu. Một bước cô còn đi không vững thì làm sao mà cô leo được 150 bậc thang này đi? Vậy thì hai con sẽ quay lại cũng đền à? Không, con sẽ đi được. Đừng có nghĩ là tôi đang làm theo chuyện mê tín đó. Tôi bế cô vì cô không... Pháp sư. Mọi thứ đều chống lại anh. Nhưng tại sao trái tim tôi lại hướng về anh chứ? Tại sao trái tim tôi lại không chấp nhận những chuyện này? Có thể là bởi vì nó chỉ thấy những điều tốt đẹp trong anh. Mình nên nghe theo trái tim hay là lý trí mình đây?